Hi, xin chào các bạn đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là bạn trong mắt họ hiện giờ ra sao. Và vì đây là một trả bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là bạn sau một khoảng thời gian có thể là nghỉ ngơi hoặc là bạn không xuất hiện nhiều trước mọi người, thì bạn hiện giờ đã có lại cái nguồn năng lượng tích cực của mình, năng động của mình, và những cái điều đã qua sẽ giúp cho bạn có suy nghĩ chững chạc hơn và mạnh mẽ hơn khi mà đối mặt với những sự việc, và có thể suy nghĩ được kỹ càng hơn để đưa ra giải pháp. Và mình cũng thấy là họ nhìn về bạn thì họ cảm thấy bạn có sự lột xác, sự thay đổi, và cái điều này khiến cho bạn tốt lên từng ngày. Nhưng mà bạn vẫn không mất đi cái vẻ đẹp hoặc là cái cách cư xử của bạn với mọi người quá nhiều. Bạn vẫn là một người khá là vui vẻ, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Nhưng mà hiện giờ thì bạn biết nghĩ cho bản thân của các bạn hơn, và sẽ giữ lại một phần riêng tư nào đó, không thể nào bộc lộ hết như trước đây được.